7 video được camera ghi lại khiến những ai không tin vào ma cũng phải lạnh sống lưng. Đoàn Thơ xin chào quý khán thính giả trở lại với bản tin của TCT. Thưa quý vị, những hiện tượng ma quái là chủ đề bí ẩn mà bất kỳ ai cũng muốn xem, cho dù họ có tin hay không. Khi nói đến ma, những người gặp qua thì tin nó có tồn tại, người chưa gặp thì cho rằng đó là ảo ảnh hay do trí tưởng tượng. Ở đây chúng tôi không khẳng định ma là có thật hay không, mà chỉ muốn gửi đến quý vị và các bạn những đoạn video chân thật nhất về các hiện tượng linh dị được camera vô tình ghi lại. Sau khi xem xong những video này, chắc có lẽ mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình về những hiện tượng tâm linh kỳ bí vẫn được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Không để quý vị chờ lâu hơn, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nhé! Hiện tượng kỳ quái chưa có lời đáp. Một đoạn video do camera an ninh của một gia đình ghi lại đang lan truyền trên TikTok với tốc độ chóng mặt bởi sự kỳ bí của nó. Đoạn video này cho thấy một người phụ nữ nằm trên giường, đắp chăn và xem điện thoại. Gần đó là đứa bé đang ngủ trong nôi. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến người xem phải lạnh sống lưng. Chiếc chăn mà cô đang đắp không biết bằng cách nào đó bắt đầu di chuyển cuộn lại khiến cô giật mình. Dường như biết được chuyện chẳng lành, cô nhanh chóng bồng con tháo chạy khỏi căn phòng. Video sau khi lan truyền, người xem còn phát hiện một vết lõm xuất hiện trên gối, như thể đang có người nằm lên đó. Đoạn video đã làm dấy lên vô số những giả thuyết, trong đó có sự suy đoán đây có lẽ là cảnh quay chân thật nhất về các hiện tượng siêu nhiên huyền bí, và đây cũng có thể là hồn ma được camera vô tình ghi lại. Còn bạn thì nghĩ sao về hiện tượng này? Hãy bình luận cho chúng tôi biết nhé! Truyền thuyết La Llorona xuất hiện ngoài đời thực. Đoạn video clip được một người đăng tải lên Reddit khiến người xem không khỏi lạnh sống lưng. Trong video có một bóng hình của cô gái mặc váy trắng lang thang trên đường giữa đêm khuya khoắt. Dường như phát hiện ra điểm bất thường nên một chú chó đã sủa liên hồi, rồi sau đó là một không gian vắng lạnh đến lạnh người. Tiếp đó là tiếng khóc ai oán vang lên, xé tan màn đêm, tạo ra một âm thanh quỷ dị khiến những ai xem qua cũng không khỏi nổi da gà. Cảnh tượng ma quái này khiến người ta liên tưởng đến một truyền thuyết rất nổi tiếng ở Mexico và vùng Trung Mỹ. Câu chuyện kể về một người phụ nữ xinh đẹp tên là Maria bị chồng phản bội đến nỗi cuộn tâm loạn trí. Trong lúc phẫn uất, người phụ nữ đã dìm chết những đứa con của mình dưới một dòng sông ở Mexico. Để rồi sau này Maria phải luôn dằn vặt với chính mình, sao lại có thể làm điều ác nghiệt đó? Maria cuối cùng cũng đã tự sát trên chính con sông đó. Khi đến cổng địa ngục, một thử thách được đặt ra cho bà Maria là bà sẽ không được chuyển sinh nếu như không tìm được những đứa con của mình. Vì điều này mà linh hồn Maria phải đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm trong hư không những đứa con do chính tay mình giết chết. Hồn ma Maria cứ liên tục đi và than khóc như thế trong những đêm khuya. Sau này được dân gian gọi là truyền thuyết về hồn ma La Llorona, trong tiếng Mexico có nghĩa là người đàn bà than khóc. Cũng có người cho rằng La Llorona không chỉ đi khắp nơi để tìm con mà còn bắt cóc luôn cả những đứa trẻ bằng tuổi của con bà. Nhiều người nói rằng họ đã thấy La Llorona xuất hiện vào lúc trời tối hay lúc đêm khuya tại những con sông và hồ ở Mexico. Một số người khác còn tin rằng ai mà nghe được tiếng rên rỉ của La Llorona thì đó là dấu hiệu của cái chết. Đứa bé nói chuyện với người bác mới qua đời.
Một người dùng mạng xã hội có tên là Tanner gần đây có đăng một video mà khiến những người xem qua ai nấy cũng ớn lạnh dù không có một hình ảnh ma quái nào trong đó. Theo đó, Tanner có một người anh trai tên là Tim. Hai anh em họ rất thân thiết với nhau. Tim thường xây nhà Tanner chơi và quay TikTok cùng với con gái của cô là Evelyn. Nhưng đáng buồn thay, một ngày kia, Tim bỗng đột ngột qua đời, để lại một khoảng trống mênh mông cho hai mẹ con Tanner. Và một đêm, khi Tanner đang chuẩn bị bữa tối, thì có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Evelyn trong lúc đang chơi một mình, thì bỗng nhiên tỏ vẻ mừng rỡ như gặp người thân. Em bé còn liên tục gọi, bác, bác, như thể đang nói chuyện với Tim như trước kia vậy. Tanner cho biết cô còn nghe tiếng nói thì thầm và tiếng thở dài xuất hiện trong video. Chính vì vậy cô tin rằng Tim đã trở về và trò chuyện cùng với con bé. Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện trong gương. Một đoạn video đang gây bão trên TikTok mà chủ nhân của nó là Marlene Zunder, một phụ nữ Brazil sống ở Nova Trento, đã ghi lại được trong lúc trực tiếp cảnh cô mở quà nhân dịp ngày của mẹ. Những món quà mà Marlene nhận được từ các con của cô có một chiếc gương trang điểm xinh xắn. Ban đầu Marlene không chú ý gì đến chiếc gương, nhưng sau khi xem lại video, cô lạnh người khi phát hiện có một khuôn mặt người phụ nữ nhợt nhạt xuất hiện trong gương đang nhìn thẳng về cô. Marlene chắc chắn rằng thời điểm đó không có một ai khác trong phòng ngoài cô và chiếc camera. Video sau đó được Marlene đăng tải lên TikTok với mong muốn nhận được những lời giải thích từ cộng đồng mạng và thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Nhiều người suy đoán khuôn mặt có thể là hình ảnh được phản chiếu của TV hoặc bức ảnh treo trên tường. Tuy nhiên, ở một đoạn video tiếp theo, Marlene cho mọi người thấy rằng trước mặt cô không hề có chiếc TV và bức ảnh duy nhất cô treo trong phòng là của nhóm nhạc The Beatles, nhưng nó nằm ở một góc quay khác. Thời điểm cô quay video, chồng và các con cô cũng ở nhà nhưng không có mặt trong phòng. Vì vậy, giả thuyết được đưa ra ở đây, chiếc gương bị ma ám hay nó có khả năng thu nhận hình ảnh từ không gian khác. Bóng trắng không đầu bí ẩn trên cầu. Thưa quý vị, một video khác lan truyền trên mạng cũng không kém phần ma quái. Theo đó, một người đàn ông trong lúc lái xe giữa đêm khuya có băng qua một chiếc cầu đã xây dựng từ rất lâu. Khi đến giữa cầu, người này không khỏi giật mình khi trước mặt anh là một người mặc áo trắng lững thững bước đi. Điều đáng kinh ngạc ở đây là người đàn ông không nhìn thấy đầu cũng như khuôn mặt của người kia. Người mặc áo trắng cũng vội bỏ đi khi ánh đèn ô tô chiếu vào. Quá kinh ngạc, người đàn ông quyết định xuống xe và tiến lại gần hơn người mặc áo trắng. Lúc này hình ảnh người không đầu lại càng trông rõ nét hơn giữa nền trời tối đen như mực. Sau một hồi lảng tránh, người không đầu đã mất khuất trong màn đêm yên ắng. Video sau khi được truyền tải có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng đó là màn dàn dựng, nhưng cũng có người phản bác vì không như những clip dàn dựng khác. Người quay video thường bỏ chạy để tạo tính chân thực, nhưng ở đây thì không. Người đàn ông không hề sợ hãi mà còn tiến lại gần như muốn làm sáng tỏ sự thật. Quay nai con thu về hình ảnh ghê rợn. Trong một đoạn video gửi lên Reddit gây tò mò và lo lắng, người dùng có tài khoản KBR2 đã chia sẻ một video được quay bởi một thành viên trong gia đình. Video vốn có mục đích quay một chú nai đang nằm trong sân, nhưng vô tình lại bắt được một hình ảnh ma quái. Trang trại của gia đình này nép mình trong một khu vực yên tĩnh và trước đây thuộc sở hữu của một người đàn ông đã mất. Người này là họ hàng của người đăng video.
Trước khi quay được hình ảnh rùng rợn này, những người hàng xóm cũng phàn nàn về những tiếng động lạ xuất hiện mỗi đêm, nhưng không giải thích được. Nó giống như tiếng bước chân trên gác mái. Người đăng video cho biết hình ảnh được nhìn thấy giống như một người đàn ông đang ôm một đứa bé hoặc bóng người thấp thoáng trên vai một người khác. Ngay sau khi quay được cảnh tượng này, gia đình người này đã chuyển nhà đi nơi khác. Bóng đêm bí ẩn trong màn đêm. Di chuyển trong màn đêm chắc chắn sẽ đem lại sợ hãi cho chúng ta. Nỗi sợ ấy có thể là nạn cướp giật, động vật ăn thịt người hay xe cộ. Nhưng có một nỗi sợ lớn hơn, đó là những bóng đen kỳ bí như trường hợp mà người đàn ông này gặp phải dưới đây. Một video rùng rợn được tài khoản YouTube Asmore đăng tải lên cho thấy có một người đàn ông đi lại trên vỉa hè vào buổi tối với chiếc đèn trên tay. Khi đi qua hàng rào, một bóng đen không biết từ đâu đổ lên bức tường hàng rào một cách bí ẩn. Người đàn ông sau đó phát hiện và dùng đèn kiểm tra thì bóng đen dần tan rồi hoàn toàn biến mất. Đây là một góc nhìn khác về hiện tượng này. Có người cho rằng bóng đen có thể là bóng của đèn chiếu lên những vật thể tạo ra. Nhưng kỳ lạ là nó chỉ xuất hiện và biến mất một cách khó hiểu khi người này lướt qua. Nhưng dù sao thì người đàn ông này đã không sợ hãi, cũng như không gặp bất cứ vấn đề gì. Và đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Đoàn Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.